xin chào các bạn, Lý đã quay trở lại rồi đây. Và Lý sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm trắng da mà Lý đã sử dụng hơn 2 tháng qua. Bởi vì sau hơn 2 tháng rồi, Lý mới giới thiệu với mọi người là Lý muốn xem có hiệu quả về công dụng có đúng hay không. Và Lý thật sự bất ngờ về em này. Đây chính là dòng sản phẩm Double Stick Whitening Cream đến từ Hàn Quốc. Em này có thành phần là collagen nè, bột ngọc trai và mật ong nữa, cho nên là giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng, căng mướt và làm đều màu da. Thì mọi người nghe cái thành phần là mọi người đã thích rồi đúng không nào? Và đặc biệt là sản phẩm của Hàn Quốc thì rất là phù hợp với làn da của người châu Á. Sau khi mà tìm hiểu và sử dụng thử thì Lý thấy là em này rất là ok, cho nên là ngày hôm nay muốn review cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì Lý sẽ thử test cái chất kem cho mọi người xem ha. Chất kem, trước khi test chất kem thì mọi người xem nè, cái hộp này rất là sang chảnh luôn và có cái tem chống hàng giả ở đây nữa. Ánh sáng sáng quá cho nên là không thể nào thấy được cái tem đúng không nào? Đấy. Rồi bây giờ Lý sẽ review cái chất kem ở bên trong cho mọi người. Mùi thơm cực kỳ dễ chịu, cái mùi này là cái mùi nó rất là nhẹ, hương thơm thoang thoảng thôi, không có nồng, không có khó chịu và Lý nghĩ là nó sẽ không có gây kích ứng đâu bởi vì nó có mật ong nữa mà. Và cái chất kem ở bên trong thì nó giống như là lotion, cho nên là rất là dễ thẩm thấu bên trong làn da và đặc biệt là không gây bết dính. Lý sẽ lấy ra thử một ít rồi thoa lên mặt ha. Thường thường thì Lý lấy ra rất là ít thôi. Và em này thì có thể sử dụng cả buổi sáng và buổi tối nữa mọi người. Mùi thơm, thơm thích quá. Ok. Và thói quen thoa kem của Lý thì mọi người cũng biết rồi, sau khi mà đánh đều để cho kem nó lan ra khỏi làn da thì chúng ta sẽ thoa nhẹ từ dưới lên và từ trong ra ngoài để massage da mặt. Lý sợ Lý thoa không đều quá bởi vì đang quay review cho các bạn cho nên là không có nhìn vào gương. Nếu có thoa không đều mọi người cũng đừng có cười Lý nha. Ok. Thoa từ dưới lên và từ trong ra ngoài để massage da mặt. Với thành phần collagen sau khi sử dụng hơn 2 tháng thì Lý cảm thấy là da của Lý căng mướt hơn, rạng rỡ hơn và đặc biệt là nó có thành phần dưỡng ẩm, cấp ẩm và bột ngọc trai làm cho cái làn da của Lý nó đều màu da hơn và nó làm mất đi những cái vết đốm nâu, những cái vết thâm nám mà mọi người hay thấy ở trên má của Lý á. Ở đây nè, rất là nhiều luôn á. Bây giờ thì nó đã mờ đi hẳn rồi và Lý nghĩ là nếu mà Lý sử dụng em này về lâu về dài và là người bạn trung thành với Lý á thì những cái đốm nâu, những cái không đều màu da và những cái sắc tố nó làm cho da của Lý nó bị tối màu nó sẽ biến mất và làm cho da của Lý trắng sáng hơn. Mọi người có thể thấy nè, bây giờ da của Lý đã rất ok rồi nhưng mà Lý vẫn chưa hài lòng lắm. Lý nghĩ là trong khoảng thời gian sắp tới là Lý sẽ hài lòng hơn với em Double Stick Whitening Cream này. Đây, phải nói là cực kỳ căng mướt và nó không có gây bết dính và đặc biệt hơn hết là nó cung cấp độ ẩm cho da của Lý. Da Lý là một dạng da rất là khô và đặc biệt đó là trong cái thời tiết Giáng sinh này thì nó làm cho da của Lý nó còn khô hơn nữa bởi vì thời tiết nó lạnh rồi sau đó nó chuyển sang nóng rồi lạnh rồi nóng, nóng lạnh, nóng lạnh. Rồi sau khi sử dụng em này thay cho cái sản phẩm nền á, bởi vì khi mà sử dụng sản phẩm này nó có thêm một cái lớp để giúp cho da của chúng ta trắng sáng, trắng bật lên luôn. Cho nên là Lý đã thay thế em này cho cái lớp nền của Lý một cách rất là hoàn hảo khi mà đi quay, đi chụp hình hay là đi dẫn những cái chương trình nhỏ và đi review chẳng hạn. Thì Lý sử dụng em này hoàn toàn luôn. Còn những bạn nào mà chúng ta quan tâm tới những cái dòng sản phẩm này thì các bạn hãy liên hệ với cái đường link ở bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này. Nếu như sản phẩm này phù hợp với các bạn thì các bạn để lại một comment cho Lý và một cái review khi mà các bạn sử dụng. Bye bye, xin chào mọi người đã lắng nghe.